Ô, mà thật ra sợi mụn dưới đó ngay mà đã thấy long quá trời luôn, cái sợi mụn nó ra này đúng không, long quá trời trong cái sợi cong mụn đó nè. Nhưng mỗi lần hoạt động là nó mờ luôn á bạn. Tắt cái điện nó ra vậy sao cái đỡ mở hả? Khó để mở kìa. Khó gì chứ? Khó cái bình thường màu là nó không chuẩn bị đằng khó. Không được đúng không? Thấy mờ không? Không mờ đúng không? Cái nào bông cũng không thấy mờ nữa đúng không? Có mà ít không? Cô nó cho mấy đứa cho nằm im đó. Cám đồ ra không có cứng đúng rồi, nó bị chìm lại bên trong, nó thành ra mình dài. Cái mụn này thì rất là mềm mà do cái thành thịt nó dài quá khó đại này, đại một rung tay luôn.
mụn nhưng lại hơi có nặng như đây hơn á. Maybe.